Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 11, chương trình có các nội dung đáng chú ý sau đây. Quảng Trị phấn đấu năm 2018 đạt trên 26 vạn tấn lương thực. Mưa lớn gây ngập lũ trên địa bàn huyện Hải Lăng. Nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Hướng Hóa không có nhân viên dinh dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, mưa lớn từ chiều tối qua đến hôm nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục bị ngập lụt. Theo ghi nhận, ban đầu trên địa bàn huyện Hải Lăng đã xảy ra mưa lớn kéo dài, cộng với nước từ các sông đổ về, làm cho nhiều địa phương bị ngập nặng và thiệt hại lớn về hoa màu. Chiều hôm nay, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình phòng chống mưa lũ tại huyện Hải Lăng. Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, thì từ tối qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn. Ở miền núi có nơi lượng mưa đo được trên 500mm và ở đồng bằng vùng giáp ranh tỉnh Thừa Thiên Huế là trên 200mm. Các sông như Thạch Thản, Ô Lâu, mức nước lên trên báo động 3. Vùng trũng của huyện Hải Lăng đang đối diện với nguy cơ lũ lớn. Bây giờ có những ngày thì lên cao. Đó, lên cao thì ra có ra lụt 2-3 mét rồi. Lòng bè thì chuẩn bị vô hệ rồi mà có sợ đây. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ tái diễn ngập lũ trên diện rộng. Ngay trong ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương đã trực tiếp chỉ đạo cơ sở và động viên nhân dân chuẩn bị các phương án chủ động ứng phó nhằm hạn chế những thiệt hại, đặc biệt đối với tình huống lũ lớn bất ngờ dâng cao trong đêm. Hiện nay thì huyện cũng đang là tập trung chỉ đạo với các xã, tức là phương án 4 tại chỗ, trong đó là yêu cầu các xã là dự trữ các cái là phương tiện rồi là mì tôm để phục vụ cho các cái hồ mà trước mắt là đang là bị cắt lập. Chúng tôi đã trực tiếp và chỉ đạo cho quân sự, công an, biên phòng sẵn sàng 100% nếu khi có cái sự cố xảy ra. Theo ghi nhận ban đầu, do mưa lớn liên tiếp xảy ra sau cơn bão số 12, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra tình trạng sạt lở núi và chia cắt giao thông tại miền núi. Cầu tràn Húc Nghì, huyện Đắk Rông tiếp tục bị cuốn trôi. Một người dân tại xã Hải Tân, huyện Hải Lăng đã bị mất tích trong khi đi thả lưới bắt cá. Chuyển sang những thông tin khác. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay khu dân cư Mai Lộc 1, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Đến dự có đồng chí Phan Văn Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong những năm qua, người dân ở khu dân cư Mai Lộc 1, xã Cam Chính không chỉ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mà còn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thi đua phát triển kinh tế, nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2017 lên 24 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Phan Văn Phụng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của khu dân cư Mai Lộc 1, đồng thời nhấn mạnh, thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo các cấp, các ngành thấy rõ hơn hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở và những mặt tồn tại hạn chế. Đối với khu dân cư Mai Lộc 1, trong thời gian tới, chính quyền mặt trận và các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Cộng đồng dân cư đoàn kết tương trợ lẫn nhau, phát huy hơn nữa tinh thần làm chủ, tích cực tham gia các hoạt động cùng với địa phương giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với các khu dân cư ở xã Cam Chính sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho khu dân cư Mai Lộc 1 và 10 gia đình văn hóa tiêu biểu trong năm 2017. Huyện Cam Lộ và xã Cam Chính cũng tặng nhiều suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị để nghe báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về luân chuyển và chính sách đối với giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn,
Từ năm 2009 đến năm 2017, ngành giáo dục và đào tạo, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân các huyện có liên quan đã phối hợp thực hiện luân chuyển 178 giáo viên trên tổng số 324 hồ sơ giáo viên xin luân chuyển. Nhìn chung, việc thực hiện đề án luân chuyển giáo viên vùng khó là việc làm được xã hội đồng tình, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ giáo viên công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên ổn định đời sống, an tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như nhu cầu luân chuyển của giáo viên hàng năm lớn hơn khả năng đáp ứng của các đơn vị ở vùng thuận lợi. Việc giải quyết luân chuyển cho giáo viên thuộc các địa bàn theo quy định các xã, vùng đặc biệt khó khăn, từng thời điểm đã có những vướng mắc khi xét đối tượng cụ thể. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định lại những giá trị, tính ưu việt của Nghị quyết số 12 đối với ngành giáo dục, cũng như đối với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến hợp lý tại buổi làm việc để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có tờ trình, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung, đối tượng, phạm vi ảnh hưởng của Nghị quyết số 12. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Đến thăm các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đồng thời bày tỏ sự cảm thông, sẻ chia sâu sắc trước những mất mát, đau thương và mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau để xây dựng cuộc sống gia đình. Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng số tiền 18 triệu đồng cho 6 gia đình có người bị tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Được biết, trong đợt này, Ban An toàn Giao thông tỉnh trao tặng 165 triệu đồng và 55 mũ bảo hiểm cho 55 gia đình có người bị tai nạn giao thông ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để nghe kết quả hoạt động y tế dự phòng năm 2017, tình hình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại Quảng Trị đến tháng 11 năm 2017. Về tình hình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại Quảng Trị, tính đến tháng 11 năm 2017, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã tăng cường công tác truyền thông và thực hiện chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone. Công tác quản lý và bảo quản thuốc methadone tại các cơ sở điều trị tương đối tốt. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Y tế Dự phòng trong các hoạt động phòng chống các loại dịch bệnh trên địa bàn thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Ban Pháp chế cũng đã thống nhất, đồng tình với các kế hoạch của Trung tâm đề ra trong triển khai các hoạt động thời gian tới. Trong đó, yêu cầu Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cần chú trọng thực hiện với lộ trình cụ thể, có kế hoạch giảm các tỷ lệ điều trị bệnh, có cơ chế hỗ trợ cho đối tượng nghiện. Ban Pháp chế đồng tình và tiếp thu những kiến nghị đề xuất của Trung tâm, có cơ sở tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Sáng nay, Đảng ủy phường 5 thành phố Đông Hà tổ chức trao huy hiệu 30, 45, 50, 60 và 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường 5. Theo đó, Đảng bộ phường 5 có 15 đồng chí đảng viên được trao huy hiệu trong đợt này, trong đó có 5 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm, 4 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm, 1 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm và 1 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vui của các đảng viên mà còn là niềm vinh dự lớn của Đảng bộ phường 5 khi có các đảng viên ưu tú, nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của Đảng và Đảng bộ phường. Đồng thời đây cũng là sự động viên lớn để các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước. Được sự tài trợ của Quỹ học bổng T và B Quảng Trị và Hội khuyến học tỉnh Nam Định, Hội khuyến học tỉnh vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Triệu Phong. Những học sinh được nhận học bổng lần này đều sinh sống ở vùng bão lụt, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hộ nghèo, mồ côi, bệnh tật, có bố hoặc mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Việc trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi vùng thiên tai ở huyện Triệu Phong của Hội khuyến học tỉnh góp phần động viên, khích lệ các em khắc phục khó khăn để tiếp tục vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội, xứng đáng là chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước. Năm 2018, tỉnh Quảng Trị phấn đấu đạt trên 26 vạn tấn lương thực, trong đó sản lượng lúa là 25 vạn tấn,
Để đạt được mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các địa phương đang tích cực chuẩn bị các khâu sản xuất từ giống, phân bón đến các loại vật tư nông nghiệp khác ngay từ đầu vụ sản xuất đông xuân này. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Thưa ông, đến nay thì công tác chuẩn bị để bước vào vụ đông xuân đã được triển khai như thế nào? Cái vấn đề chủ trọng nhất đó là chuẩn bị tất cả những cái điều kiện từ cái cơ sở vật chất và cái các cái giải pháp về kỹ thuật để mà tổ chức sản xuất. Mà điều đầu tiên đó là về giống. Cái thứ hai là cái tổ chức và huy động các nguồn lực về các cái cơ giới hóa để mà làm đất càng sớm để mà kịp thời để gieo cái đúng thời vụ. Và cái thứ ba đó là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các cái khâu, và trong đó là hướng đến theo cái nền nông nghiệp là hữu cơ, nền nông nghiệp sạch và nâng cao giá trị gia tăng. Và cái thứ tư đó là tập trung để tổ chức nhân rộng các cái mô hình đã có hiệu quả trong năm 2017. Trong đó chúng tôi hướng đến vừa là tổ chức liên kết với các doanh nghiệp và bao tiêu cái sản phẩm cho người dân và xây dựng cái quy trình cách làm từ cái khâu sản xuất đến cái vấn đề là chế biến và vấn đề xây dựng thương hiệu và đưa ra sản phẩm. Thưa ông, thì được biết là bệnh lùn sọc đen đang xảy ra trên diện rộng của địa bàn tỉnh Quảng Trị. Về để ngăn chặn được cái tình trạng đó thì Sở Nông nghiệp cũng như là bà con nông dân cần phải làm những gì ạ? Đây là một trong những cái bệnh rất nguy hiểm mà có trong một cái chu kỳ hơn 6 năm về bây giờ là quay lại. Thì đứng trước đó thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã có một cái đề án cụ thể và có một cái lộ trình cách làm. Và những ngày vừa qua thì cùng với chính quyền với các địa bàn huyện thì thành phố đã tổ chức ra quân để mà tiêu độc cũng như là có những giải pháp để mà cắt cái mầm bệnh cũng như giải quyết triệt để cái vấn đề lùn sọc đen ảnh hưởng cho cái vụ mùa kế tiếp. Và trong đó cái giải pháp về cái phương thức đó là cho người dân sử dụng và thực hiện đảm bảo theo các cái quy trình kỹ thuật mà ngành nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo. Cái thứ hai nữa là vệ sinh đồng ruộng cũng như là tổ chức thực hiện các giải pháp về giống, về tưới tiêu cũng như là sử dụng các cái loại thuộc bảo vệ thực vật đúng cách, đúng liều lượng để tổ chức thực hiện. Vậy ông có thể cho biết những cái nhiệm vụ hay là những cái giải pháp chi để giúp bà con nông dân có được một cái vụ mùa bội thu thắng lợi ạ? Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đang tập trung tổ chức thực hiện, tiếp tục thực hiện cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo cái nghị quyết 04 của tỉnh ủy. Trong đó chúng tôi đang tập trung tất cả những giải pháp để thu hút, tạo điều kiện các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng các cái mô hình liên doanh liên kết đã có thành quả trong những năm vừa qua, đặc biệt năm 2017, để là hỗ trợ và bảo tổ chức thực hiện cùng với người dân để ký kết và thực hiện cái vấn đề là liên doanh liên kết, và trong đó là xây dựng cái thương hiệu nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mà chỉ làm như thế thì chúng ta mới thay đổi được cái tư duy, đó là chúng ta trước đây đó là sản xuất theo số lượng, bây giờ là quay lại là sản xuất theo giá trị, mà trên hết là chúng ta khai thác những tiềm năng lợi thế có tính cạnh tranh của tỉnh Quảng Trị và đưa ra những sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm sạch và đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, và nhằm đến mục đích đó là người nông dân có cái gì thu lại được giá trị cao hơn trên mảnh vườn của họ, trên mảnh đất của họ. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định thông tư liên tịch số 71 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập mới chỉ quan tâm đến giáo viên mầm non, nhân viên làm công tác văn phòng mà không có nhân viên dinh dưỡng. Điều này đã dẫn đến tình trạng nhiều trường học không có nhân viên dinh dưỡng, làm ảnh hưởng đến chất lượng nuôi dưỡng trong các trường mầm non. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện miền núi Hướng Hóa. Trường mầm non xã Húc, huyện Hướng Hóa có 327 cháu, trong đó có 114 cháu ăn bán trú tại trường chính và một điểm trường lẻ. Theo quy định, với số lượng trẻ bán trú nói trên, cần ít nhất 2 nhân viên dinh dưỡng. Thế nhưng trong nhiều năm qua, tất cả công việc từ đi chợ, nấu ăn, đưa cơm cho các cháu chỉ do một nhân viên y tế kiêm nhiệm. Không được qua đào tạo chuyên môn nên công việc này khá khó khăn. Nói chung là cũng có gặp nhiều khó khăn, tại vì là học chuyên môn y tế
mà tại vì nấu ăn chưa được đào tạo ấy, thì giống như nhu cầu dinh dưỡng của cháu này chúng chưa được nắm rõ ấy. Với lại cái chế biến là giống như người lớn thì mình nở, nhưng mà đến với trẻ nhỏ thì mình phải giống thức ăn thức đồ là mình phải cắt nhỏ rồi băm nhỏ hay là cái gì cũng phải, với lại như cả gia vị gia đồ cũng phải cân đối rồi làm sao cho đảm bảo ấy. Nhiệm vụ của trường mầm non là phải đảm bảo vừa giáo dục để phát triển nhận thức, có những kỹ năng cơ bản để hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của trẻ, vừa chăm sóc nuôi dưỡng để trẻ được an toàn tuyệt đối tính mạng, có sức khỏe tốt và phát triển cơ thể cân đối hài hòa. Việc không có nhân viên dinh dưỡng đã ảnh hưởng rất lớn đến chức năng nuôi dưỡng trong trường mầm non. Việc mà để hỗ trợ cái bữa ăn cơm tại trường mà có nhân viên cấp dưỡng để tạo cái điều kiện thì thứ nhất là rất là tốt đối với tất cả các trẻ mầm non. Trẻ là ăn uống được đảm bảo đúng giờ giấc và có cái giấc ngủ đảm bảo hơn. Thứ hai, đó là cái số lượng trẻ là khi đã được ở lại bán trú thì trẻ đến học và chuyên cần hơn. Và đặc biệt nữa đối với cái vùng bản, đó là khi trẻ được tham gia bán trú là cả cái kỹ năng sống của trẻ được phát triển nhiều hơn. Đây là tình trạng chung của hầu hết các trường mầm non trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Trong tổng số 22 trường mầm non ở 22 xã thị trấn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, có đến 15 trường không có nhân viên dinh dưỡng. Công việc này do nhân viên y tế hoặc giáo viên đứng lớp kiêm nhiệm. Rất khó khăn ở chỗ là giáo viên vừa làm công tác dạy vừa là nấu ăn để cái đảm bảo là 100% trẻ ăn bán trú trong trường. Cái giải pháp về phía phòng giáo dục đào tạo cũng mong muốn là các cấp các ngành quan tâm để hỗ trợ thêm kinh phí để hợp đồng cô nuôi để cho các trường để đảm bảo cái chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ngày càng phát triển hơn, mà đặc biệt là giảm cái tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ xuống. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý với lứa tuổi mầm non có vai trò rất quan trọng đối với việc phát triển thể chất của trẻ. Việc thiếu nhân viên dinh dưỡng là nguy cơ làm yếu kém chất lượng nuôi dưỡng trẻ vì những giáo viên hoặc nhân viên kiêm nhiệm không được đào tạo bài bản, chủ yếu thực hiện theo cảm tính sẽ rất khó để thực hiện được điều này. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm khảm của nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, những ngày tháng học tập công tác tại nước Nga thuộc Liên Xô cũ vẫn còn vẹn nguyên một tình yêu sâu đậm, nồng nàn. Với họ, tình yêu nước Nga được thể hiện theo nhiều cách khác nhau và họ luôn lưu giữ, nâng niu những kỷ vật quý giá về một thời sinh sống, học tập từ xứ sở Bạch Dương. Hơn 30 năm qua, những kỷ vật, những bức ảnh, trang sách Nga dù đã úa màu theo thời gian vẫn được chủ nhân của nó trân quý. Ông Lê Tân Sửu là một trong hàng chục sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, thời đó được cử sang Nga để thực tập ở Viện Pushkin lần thứ nhất vào năm 1986 và trở lại đất nước này lần thứ hai vào năm 1990. Nhân duyên của ông với đất nước nồng hậu, mến khách này cũng bắt đầu từ đó. Kỷ niệm thì rất là nhiều, nhưng mà đối với tôi, và trong đoàn của chúng tôi thì có những kỷ niệm vô cùng sâu sắc và để chúng tôi những ấn tượng, đó là tình cảm của các thầy cô khi sinh viên Việt Nam mà có người ốm đau thì các thầy các cô cũng đã đến tận nơi động viên và đến tận bệnh viện để mà thăm hỏi, cũng cho những cái quà và động viên, khuyến khích cho có sức khỏe để mà về làm việc với đất nước mình. Khi ở đó thì không những các thầy các cô đã luôn luôn giúp đỡ, động viên và khuyến khích chúng tôi học tập tốt, mà nhân dân Nga, những người mà đã biết đoàn sinh viên Việt Nam sang học đó thì người ta cũng tỏ lòng khâm phục về cuộc chiến tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam trong những năm tháng trong Mỹ cứu nước. 3 năm của thời trai trẻ, ông Sửu may mắn được sống trên đất nước tươi đẹp và những con người Nga nhân hậu. Là một giáo viên tiếng Nga, từ lúc được học đến lúc giảng dạy, khi về hưu đã mấy chục năm, và dù tiếng Nga đã không còn sử dụng nhiều, nhưng tình yêu với tiếng Nga, đất nước Nga, với con người Nga chưa bao giờ vơi cạn. Tôi vô cùng cảm ơn và biết ơn đã hàng triệu người chuyên gia Liên Xô đã sang giúp đỡ Việt Nam về quân sự, về kinh tế trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Và cũng như trong hiện nay thì trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam
và dân số ngày càng bền vững và mở ra những cái nền kinh tế mới. Cho đó tôi rất là hy vọng và luôn luôn mong rằng cái tình cảm Việt Nam và Liên Xô mãi mãi bền chặt như những năm tháng trước đã có. Những cựu lưu học sinh viện Pushkin, Nga như ông Sửu trong cả nước vẫn thường gặp lại nhau để nhắc nhở về trường xưa, về những tấm lòng nhân dân Nga đôn hậu, về nước Nga với nhiều kỷ niệm xứ sở Bạch Dương. Với họ, những giáo viên tiếng Nga thời đó, điều đau đớn nhất là tiếng Nga không còn hưng thịnh như cách đây mấy chục năm và mong muốn tiếng Nga sẽ được khôi phục ở các trường học trên cả nước. Đến đây chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.